Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 26 tháng 11, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2021 tại Hưng Yên. Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh họp giao ban cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Công an tỉnh công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Huyện Yên Mỹ triển khai các biện pháp cấp bách phòng dịch COVID-19. Xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động cấp giấy chứng nhận sử dụng đất nông nghiệp được hơn 80%. Quy định 37 của Ban Bí thư về những điều đảng viên không được làm tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trong mục kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh có phản ánh về những thay đổi của thành phố Hưng Yên sau 25 năm tái lập tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã về làm việc kiểm tra công tác mặt trận năm 2021 tại Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa tham gia phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tạo sức lan tỏa lớn tại địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Tiến Châu đánh giá cao kết quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Hưng Yên tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động đổi mới trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội. Trong giám sát, cần bám sát kế hoạch của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời có định hướng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh có cuộc họp với các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, huyện, thị xã, thành phố về một số nội dung quan trọng. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Một trong những nội dung quan trọng tại cuộc họp là xem xét đề nghị sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 277 ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nghị quyết thực hiện trong thời gian qua đã giảm được gần 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cấp thôn, tuy nhiên cũng phát sinh một số hạn chế bất cập gây khó khăn cho hoạt động ở cơ sở. Những nội dung chính đề nghị sửa đổi bổ sung là tăng số người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố từ 5 lên 8 người, giảm chức danh nhân viên dân số gia đình trẻ em và phó trưởng đài truyền thanh xã, ghép hai chức danh nhân viên chăn nuôi thú y và khuyến nông viên thành một chức danh. Cuộc họp cũng xem xét cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác như công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2021, đề án tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, quyết định giá xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản đồng tình, thống nhất với nội dung các dự thảo tờ trình và ý kiến phát biểu của các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Riêng nội dung còn chưa thống nhất trong dự thảo đề nghị sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 277, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ sớm tiếp thu ý kiến đóng góp chỉnh sửa, hoàn thiện để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt vào kỳ họp gần nhất. Một số nội dung khác, các sở ngành địa phương tiếp tục góp ý bằng văn bản để Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp.
Chiều nay, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu có 4 đại đội, mỗi đại đội có 3 trung đội và 1 trung đội cơ giới vận tải, với gần 450 cán bộ chiến sĩ. Tiểu đoàn có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện sẵn sàng tham gia đấu tranh phòng chống khủng bố bạo loạn, gây rối biểu tình trái pháp luật, cứu nạn cứu hộ theo chương trình đã được huấn luyện, sử dụng thành thạo, làm chủ các loại vũ khí khí tài và các phương tiện đã được trang bị, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Ngay sau buổi lễ ra mắt, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cũng như ứng phó với mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ nhân dân trong tình hình mới. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 47 ca dương tính với SARS-CoV-2, số lượng kỷ lục ghi nhận trong một ngày qua cả 4 đợt dịch. Trong đó, ổ dịch thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ đang có những diễn biến phức tạp. Ngay lập tức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có những chỉ đạo khẩn đối với huyện Yên Mỹ và ngành y tế để khẩn trương dập dịch. 35 ca mới ghi nhận tại huyện Yên Mỹ đều trong khu phong tỏa thôn Trai Trang và có liên quan đến F0 ghi nhận ngày 24 tháng 11. Còn lại huyện Văn Giang ghi nhận 4 ca, thị xã Mỹ Hào 3 ca, huyện Quế Châu 2 ca, huyện Phù Cử, Ân Thi mỗi địa phương ghi nhận 1 ca và 1 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Ngay trong cuộc họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh sáng nay, trước tình hình dịch bệnh hết sức cấp bách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu lãnh đạo Sở Y tế và huyện Yên Mỹ báo cáo về tình hình tại ổ dịch thôn Trai Trang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đến chiều ngày 27 tháng 11, huyện Yên Mỹ phải tiến hành truy vết triệt để các trường hợp liên quan, hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ gần 8.000 người dân thôn Trai Trang, có thể kết hợp giữa test nhanh với xét nghiệm PCR. Sở Y tế đẩy nhanh công tác xét nghiệm để sàng lọc ca bệnh, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng sớm nhất. Đồng ý cho huyện Yên Mỹ có thể cho F1 nguy cơ thấp cách ly tại nhà với điều kiện đảm bảo yêu cầu theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu làm rõ việc tổ chức đám cưới ở thôn Trai Trang có F0 đến sự. Các địa phương khác rút kinh nghiệm trong việc quản lý các hoạt động tụ tập đông người và phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của tỉnh về việc thành lập chốt tự quản vào địa bàn dân cư. Hôm nay, thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Ngay khi phát hiện các ca nhiễm, công tác truy vết khoanh vùng đã được gấp rút triển khai. 35 F0 mới ghi nhận chủ yếu trong cộng đồng, có yếu tố dịch tễ liên quan đến 2 ca bệnh phát hiện ngày 24 tháng 11. Bên cạnh việc thông báo để những người tiếp xúc gần, những người cùng đi đám cưới và mua hàng cùng 2 bệnh nhân ngày 24 tháng 11 khẩn trương khai báo y tế, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thị trấn Yên Mỹ tập trung lực lượng triển khai truy vết khoanh vùng. Bước đầu đã xác minh được 64 F1, 114 F2 và 122 F3 tiến hành cách ly theo quy định, đồng thời khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho người dân địa phương. Thị trấn Yên Mỹ đã thành lập 3 chốt kiểm soát phòng dịch tại các cửa ngõ vào thôn Trai Trang, phân công lực lượng trực chốt 24/24 giờ. Các thôn còn lại thành lập các tổ phản ứng nhanh, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến dịch. Được biết, trong đợt dịch thứ tư này, huyện Yên Mỹ phát hiện 236 ca bệnh. Nhằm tăng hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, bắt đầu từ hôm nay, ngày 26 tháng 11, thành phố Hưng Yên triển khai tiêm vaccine cho gần 11.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Trước đó, thành phố Hưng Yên đã triển khai tới 17 phường xã thông báo tới các trường học, rà soát đối tượng trẻ trong diện tiêm, yêu cầu gia đình cung cấp đầy đủ thông tin về sức khỏe, mã định danh, giấy khai sinh, bố trí 19 điểm tiêm cố định và tiêm lưu động tại trung tâm y tế, trạm y tế và các trường học. Đặc biệt, thành phố Hưng Yên đã thành lập 3 tổ cấp cứu lưu động gồm các cán bộ y tế có đầy đủ các thiết bị, phương tiện, thuốc, nhân lực, sẵn sàng tiếp ứng, xử lý kịp thời khi có phản ứng sau tiêm. Để đảm bảo công tác phòng dịch, các địa điểm tiêm đều tuyên truyền cho trẻ đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, bố trí địa điểm nghỉ ngơi chăm sóc trẻ trước khi ra về. Đến 17 giờ chiều nay, thành phố Hưng Yên đã tiêm phòng được gần 5.000 mũi vaccine cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17.
Thành phố phấn đấu hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vaccine cho trẻ em trong độ tuổi tại quý 4 năm 2021. Hội đồng OCOP tỉnh đã tổ chức kiểm tra nắm bắt thực tế sản xuất nhằm đánh giá xếp hạng và công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2021. Qua kiểm tra 70 sản phẩm OCOP, các sản phẩm đánh giá có khả năng đạt 3 sao trở lên. Theo Bộ Tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm được tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh như bột nghệ, long nhãn, ổi cam, thực phẩm, mỹ nghệ. Việc kiểm tra đánh giá nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh tham gia chương trình OCOP, đổi mới, sáng tạo, nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm, đảm bảo theo chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tạo động lực cho các tổ chức kinh tế khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm, khích lệ phong trào thi đua khởi nghiệp dựa trên các lợi thế cạnh tranh, xây dựng ý tưởng, nghiên cứu, đa dạng hóa các sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động. Căn cứ kết quả đánh giá xếp hạng sản phẩm của Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận kết quả đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Nhằm giúp người dân yên tâm sản xuất nông nghiệp đồng thời thực hiện quyền và nghĩa vụ về đất đai, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động đã đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng, tiến độ đến nay đã hoàn thành gần 80%. Sau khi hoàn thành công tác dồn thửa đổi ruộng năm 2014, xã Vĩnh Xá có 2.577 thửa đất cần thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Với kết quả trung bình khoảng 1,6 thửa trên hộ, đến nay xã đã cấp được trên 1.100 giấy tương đương với hơn 2.000 thửa đất. Nhờ sự đồng thuận của người dân khi thực hiện chia ruộng và sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương cho công tác tuyên truyền, vận động, nên công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đây được thực hiện thường xuyên và liên tục. Từ năm 2020 đến nay, xã cấp mới được trên 200 thửa đất, tương đương với trên 120 giấy. Đối với một số thửa đất chưa được cấp do nhiều gia đình làm ăn xa, việc mua bán, chuyển nhượng chưa đủ điều kiện theo quy định. Thời gian tới, xã Vĩnh Xá tiếp tục đôn đốc hướng dẫn người dân hoàn thiện cấp đổi, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch được giao. Nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh đầu tư của tỉnh thông thoáng, minh bạch, thân thiện, thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 171 về cải thiện, nâng cao chỉ số tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. Theo đó, mục tiêu cụ thể là phấn đấu cải thiện điểm số của chỉ số tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh mỗi năm tăng từ 2 đến 5 bậc. Đến năm 2023, Hưng Yên ở nhóm 45 và đến năm 2025 đứng ở nhóm thứ 35 tỉnh thuộc nhóm các địa phương tiệm cận mức khá. Thực hiện công tác tuyên truyền, bảo đảm người dân của 100% xã, phường, thị trấn, 90% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có cơ hội được tư vấn hỗ trợ pháp lý và hỏi đáp trực tuyến với các cơ quan nhà nước trên cổng thông tin điện tử. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phân công nhiệm vụ giao cho các đơn vị, sở ngành phụ trách thực hiện 11 tiêu chí cụ thể, tiêu chí tiếp cận tài liệu quy hoạch, tài liệu pháp lý, thông tin mời thầu được công khai, các tài liệu về ngân sách đủ chi tiết để các doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh, tiêu chí tỷ lệ doanh nghiệp nhận được thông tin, văn bản sau khi đề nghị cơ quan nhà nước của tỉnh cung cấp. Quy định số 37 của Ban Bí thư về những điều đảng viên không được làm mới được ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2021 trên cơ sở đánh giá kết quả 10 năm thực hiện quy định số 47, cập nhật bổ sung kịp thời những chỉ đạo mới của Đảng, pháp luật của nhà nước với các điều khoản chặt chẽ cụ thể. Trong đó có những nội dung tạo thuận lợi cho hoạt động kiểm tra giám sát, xử lý kỷ luật khi đảng viên có vi phạm. Trong 3 kỳ họp 12, 13 và 14 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên đã xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Tống Chân, huyện Phù Cừ và một số đảng viên thuộc Đảng bộ xã Tống Chân với các nội dung về việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, bầu bí thư chi bộ thôn 3 và tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật với các tập thể và lãnh đạo chủ chốt của xã của một số đảng viên. Qua đó cho thấy những vi phạm của đảng ủy và một số đảng viên xã Tống Chân xảy ra từ lâu, nhưng do công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy cơ sở chưa nghiêm
còn có sự bao che, nương nhẹ nên trong thời gian dài, tổ chức đảng và các đảng viên vi phạm không bị xử lý. Hàng năm đều kiểm điểm, lãnh đạo địa phương cũng có cái điều sai, nhưng có cái nó e dè nể nang. Nên là thôi, cái mức độ thì cũng chỉ là phê bình hay là khiển trách thế nào thôi là xong. Tổ chức của đảng là cái tổ chức cao nhất mà lại xảy ra cái sự việc này, chúng tôi cũng buồn lắm chứ. Trong quy định số 37 của Ban Bí thư mới ban hành, điều 13 nêu đảng viên không được can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, tác động ép buộc, mua chuộc tổ chức cá nhân để giảm trách nhiệm hình phạt cho người khác. Ông Vũ Đức Minh, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Kim Động cho rằng, đây là những điểm mới tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chúng tôi thấy là Trung ương ban hành cái quy định 37 này rất đúng lúc và rất kịp thời và rất phù hợp của công tác đảng hiện nay. Đảng viên phải chấp hành đúng các cái quy định của đảng, thế và nghị quyết chỉ thị của đảng, cũng không thể can thiệp được vào những cái việc mà khi ủy ban kiểm tra đã đưa ra cái kết luận. Thực tế hiện nay, việc các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện công tác giám sát để nhắc nhở chấn chỉnh vi phạm từ lúc manh nha. Trên thực tế, có những vi phạm của đảng viên chưa đến mức xử lý vi phạm hành chính, hình sự nhưng vẫn có thể xem xét xử lý theo quy định của đảng. Thưa quý vị và các bạn, vượt lên những ngày đầu tái lập tỉnh đầy gian khó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hưng Yên, nay là thành phố Hưng Yên, đã chung sức đồng lòng thay đổi và phát triển, tạo nên một đô thị văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, đô thị và văn hóa của tỉnh. Từ một địa phương thuần nông nằm hoàn toàn ngoài bãi sông Hồng, thường xuyên bị ngập lụt, cơ sở hạ tầng xuống cấp, đời sống và điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Nhưng từ khi sáp nhập về thành phố Hưng Yên sau tái lập tỉnh, diện mạo của xã Quảng Châu đã từng bước thay da đổi thịt, hệ thống hạ tầng ngày càng khang trang. Nổi bật địa phương đã đẩy mạnh phát triển dịch vụ, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành các vùng chuyên canh cây ăn quả, đem lại thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng trên một hecta. Người dân phải sống chung với lũ. Thế đến nay thì được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, thành phố Hưng Yên phát triển, địa phương cũng có điều kiện phát triển kinh tế tốt hơn, các hoạt động văn hóa văn nghệ thì được xây dựng duy trì thường xuyên, đời sống tinh thần bà con rất phấn khởi. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục định hướng cho bà con nhân dân là tập trung vào cái mũi nhọn về thương mại dịch vụ để bà con nhân dân kinh doanh sản xuất, và đặc biệt là quan tâm tới cái đường ra bãi và hệ thống điện để thuận lợi cho bà con nhân dân phát triển kinh tế và từng bước phấn đấu xã Quảng Châu trở thành phường vào năm 2025. Khi mới tái lập tỉnh, thị xã Hưng Yên chỉ bao gồm 5 phường với 70% dân số làm nông nghiệp, thu ngân sách chỉ đạt trên 17 tỷ đồng. Đứng trước nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hưng Yên đã nỗ lực tập trung xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Kết quả sau 12 năm tái lập tỉnh, năm 2009, thị xã Hưng Yên được chính phủ ban hành quyết định thành lập thành phố Hưng Yên. Từ đó, địa giới hành chính, địa giới đô thị dần được mở rộng với 17 xã phường. Cùng với mở rộng quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, đầu tư xây mới, nâng cấp cải tạo các công trình trọng điểm trung tâm thành phố, thu hút được gần 2.000 doanh nghiệp và chuyển đổi gần 1.000 hecta sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Mặc dù khi được tách tỉnh chúng ta cực kỳ khó khăn và đến bây giờ chúng ta đã thay đổi như ý muốn, thật phấn khởi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn đạt cao và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.000 tỷ đồng, gấp 120 lần so với ngày đầu tái lập tỉnh. Cùng với cả việc triển khai thực hiện các cái chương trình đề án, thành phố Hưng Yên cũng đang chỉnh trang đô thị của thành phố. Chúng tôi cũng sẽ đề xuất với tỉnh cho phép là điều chỉnh cục bộ cái quy hoạch chung xây dựng thành phố Hưng Yên đến năm 2035.
thành phố Hưng Yên đang vươn mình mạnh mẽ. Kết quả đó là niềm tự hào, là động lực để đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục phấn đấu, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, góp phần cùng với cả tỉnh thực hiện thành công mục tiêu xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển vững mạnh, toàn diện, nhanh và bền vững. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trước sự xuất hiện của một biến chủng nguy hiểm mới của virus SARS-CoV-2 tại châu Phi, nhiều nước đã bắt đầu đề cao cảnh giác, áp đặt lệnh hạn chế đi lại đối với các nước châu Phi. Bộ trưởng Y tế Anh cho biết, các quy định hạn chế đi lại bắt đầu có hiệu lực từ trưa ngày 26 tháng 11 theo giờ địa phương và là biện pháp phòng ngừa để kiểm soát sự lây lan của biến chủng mới. Cơ quan an ninh Y tế Anh cho hay, biến chủng mới được gọi là B1.1.529 được phát hiện lần đầu tiên ở Botswana, có tới 32 đột biến protein gai. Đây là biến chủng đáng lo ngại nhất mà Anh gặp phải cho đến nay, khiến nó có thể lây nhiễm nhiều hơn. Hiện tại thì Anh, Israel, Ấn Độ thông báo tạm thời cấm các chuyến bay từ một số quốc gia châu Phi, hoặc là yêu cầu các bang tiến hành sàng lọc và xét nghiệm chặt chẽ với những hành khách quốc tế xuất phát hoặc quá cảnh qua một số quốc gia châu Phi hoặc Hồng Kông. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng tiến hành họp khẩn để thảo luận về biến chủng mới này. Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ khởi kiện một nhân viên lâu năm với cáo buộc đánh cắp các tài liệu mật liên quan đến vaccine của hãng khi đang chuẩn bị chuyển sang đầu quân cho đối thủ. Pfizer cho hay, nữ nhân viên kỳ cựu gốc Trung Quốc của hãng đã vi phạm thỏa thuận bảo mật khi lén lút chuyển hơn 12.000 tệp tin từ máy tính xách tay được công ty trang bị vào tài khoản và thiết bị cá nhân. Các tài liệu bao gồm khuyến nghị về vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech và mối quan hệ giữa Pfizer với đối tác BioNTech của Đức và các bài giới thiệu liên quan đến kháng thể ung thư. Nhân viên này được cho là đã chuẩn bị đầu quân làm việc cho hãng Senko, công ty đối thủ của Pfizer, chuyên về các phương pháp điều trị ung thư và các bệnh tự miễn. Với sự thành công trong chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19, ngành du lịch ở Cuba đang chứng kiến sự phục hồi đáng kể. Theo số liệu thống kê chính thức, số ca mắc mới COVID-19 đã giảm mạnh trên toàn quốc trong những tuần gần đây, sau khi gần như toàn bộ dân số của Cuba được tiêm bằng vaccine nội địa. Với tốc độ tiêm chủng ấn tượng, giới chức Cuba hồi tuần trước đã quyết định mở cửa trở lại biên giới để tái khởi động ngành công nghiệp không khói sau 2 năm bị gián đoạn do dịch bệnh COVID-19. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Cuba đã đón khoảng 200.000 du khách quốc tế và chính phủ nước này dự kiến đón thêm khoảng 100.000 lượt du khách vào cuối năm nay. Tại vùng Siberia của Nga vừa xảy ra một thảm họa nổ mỏ than khiến ít nhất 46 công nhân và 6 nhân viên cứu hộ thiệt mạng. Thảm họa xảy ra tại một mỏ than ở vùng Siberia, Nga, sáng 25 tháng 11. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ khí mê tan, khiến 285 thợ mỏ mắc kẹt ở độ sâu khoảng 250 mét. Cơ quan cứu hộ cho biết, phần lớn công nhân đã được đưa lên khỏi mặt đất, nhưng ít nhất 52 người thiệt mạng, trong đó có 46 công nhân và 6 nhân viên cứu hộ. Hàng chục người khác bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện gần đó. Hiện giới chức đã tạm giữ hình sự với 3 người quản lý khu mỏ để phục vụ điều tra. Liên minh châu Âu EU đang hoàn thiện bản dự thảo quy định yêu cầu các tập đoàn công nghệ Mỹ cung cấp thêm dữ liệu về các quảng cáo mang tính chính trị, nếu không sẽ phải đối mặt với mức phạt lên đến 4% tổng doanh thu trên toàn cầu. Đây là nỗ lực của EU để ngăn chặn tình trạng phát tán thông tin sai lệch trong các cuộc bầu cử. Bản dự thảo dài 39 trang yêu cầu các tập đoàn công nghệ phải nêu rõ nếu đó là một quảng cáo chính trị, tên của nhà tài trợ, tổng số tiền đã chi tiêu và các lợi ích khác nhận được cho quảng cáo cũng như mục đích đăng tải. Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc mới đây ra thông báo cấm 88 nghệ sĩ hoạt động trực tuyến vì cho rằng họ vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức của đất nước. Theo danh sách đen mới công bố gồm 88 nghệ sĩ, những người này chủ yếu là những nghệ sĩ xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội phát trực tiếp. Đây là một phương tiện phổ biến để các nghệ sĩ giải trí ở Trung Quốc tiếp cận nhiều khán giả hơn. Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc cho biết mục đích của họ là để tăng cường kỷ luật tự giác trong ngành giải trí và đồng thời ngăn chặn các nghệ sĩ bị đánh giá có hành vi bất hợp pháp và thiếu đạo đức chuyển sang các nền tảng mạng xã hội khác để bắt đầu lại sự nghiệp của mình. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang cấm những người nổi tiếng thể hiện sự giàu có xa hoa trên mạng xã hội. Lệnh cấm này cho rằng các ngôi sao nên tuân thủ các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi của đất nước. Đất nước Bắc Phi, Ai Cập vừa qua đã chính thức mở cửa trở lại đại lộ nhân sư 3.000 năm tuổi, từng bị cát bao phủ trong nhiều thế kỷ và mất nhiều thập kỷ để khai quật trùng tu.
Cuộc diễu hành hoành tráng đánh dấu việc mở lại đại lộ Nhân Sư diễn ra vào tối 25 tháng 11 ở Ai Cập, dọc theo chiều dài đại lộ. Hai bên đại lộ có hơn 600 bức tượng đầu cừu và tượng Nhân Sư truyền thống. Con đường đi bộ cổ dài gần 3 km, rộng 76 m, từng được gọi là con đường của thần thánh. Sự kiện mở lại đại lộ nghìn năm tuổi được tổ chức nhằm thu hút khách du lịch trở lại Ai Cập. Hồi tháng 4 vừa qua, Cairo cũng đã tổ chức lễ rước xác Ai Cập công phu nhằm di chuyển 22 xác ướp Ai Cập cổ đại đến một bảo tàng mới. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.